Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, môi trường học đường luôn đặc thù bởi vây xung quanh nhân vật chính luôn là những học sinh khác. Chính vì vậy, khi mà sử dụng sức mạnh quá nổi bật khiến cho bản thân những anh chàng này bị đặt vào tình huống bye bye cuộc sống học đường đơn thuần, trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Cũng chính vì lý do này, hầu hết họ chọn cách che giấu đi sức mạnh thực sự của mình. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime có main luôn che giấu sức mạnh thực sự khi ở trường học nhé. Và nếu như bạn đang tìm kiếm những bộ anime mới với chủ đề cụ thể thì hãy ghé thăm Thỏ Ngọc Anime, các danh sách phát được mình tổng hợp theo từng chủ đề để dành riêng cho bạn. Số 10. Choaru Kagaku No Accelerator. Thể loại siêu sức mạnh siêu nhân fantasy học đường. Thành phố học viện đứng đầu về tiến bộ khoa học và công nghệ, nổi tiếng với sự phát triển của các siêu năng lực gia, những người có khả năng sử dụng siêu năng lực làm thay đổi các quy tắc của thực tế. Kẻ mạnh nhất trong số đó là Level 5 và kẻ được gọi là Accelerator ngự trị tối cao, ngay cả sau khi bị suy yếu do chấn thương não nặng. Bên cạnh anh là cô gái trẻ được biết đến với cái tên Last Order, người dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng anh luôn giữ chặt và thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Mặc dù Accelerator có thể đang hồi phục sau chấn thương, nhưng mặt tối của thành phố học viện không bao giờ nguôi ngoai. Và vì vậy, anh ta thấy mình vô tình bị cuốn vào giữa một cuộc xung đột mới. Khi một phụ nữ trẻ bí ẩn tiếp cận Accelerator để theo đuổi Last Order, siêu năng lực gia cấp cao nhất phải đối mặt với một tổ chức có nọc độc bám rễ trong Anti-Skill, tổ chức giữ gìn hòa bình của thành phố học viện. Với những thế lực nguy hiểm đang di chuyển, đe dọa đặt Last Order và các chị em của cô vào tình thế nguy hiểm, kẻ thù ác tự xưng chuẩn bị bước vào bóng tối một lần nữa. Assassin's Bride, thể loại fantasy. Trên bờ vực tuyệt chủng, nhân loại đã bị giảm sút và hiện chỉ sống ở thành phố Flandor, trong các khu vực được bao bọc bởi các vòng kính. Ở bên ngoài các mái vòm tồn tại những Lycanthropes luẩn quẩn, phát triển mạnh trong bóng tối. Trong số các công dân bên trong, có một sự phân biệt rõ ràng giữa quý tộc và thường dân. Dòng máu của quý tộc cho phép họ sử dụng mana, cho họ có khả năng vượt qua giới hạn của con người và hỗ trợ họ rất nhiều trong việc đánh bại các Lycanthropes. Đã 13 tuổi, Melida Angel, con gái của một gia đình quý tộc cao quý, vẫn chưa thể hiện được mana của mình và hiện đang theo học tại một học viện ưu tú, nơi mà cô bị ngược đãi vì sự yếu kém của mình. Để giúp cô ấy, Kufa Vampire được gia đình Angel ra lệnh trở thành gia sư của Melida. Trong khi Kufa dường như chỉ là một người cố vấn, một động cơ bí ẩn đằng sau công việc của anh ấy sẽ ám sát cô nếu anh xác nhận rằng cô ấy không sở hữu mana. Cuộc điều tra của Kufa cuối cùng khiến anh xác định rằng anh phải loại bỏ Melida. Tuy nhiên, Kufa bị ấn tượng bởi quyết tâm, tinh thần và niềm tin vào chính mình khi mà anh chứng kiến cô trong một trận chiến. Thay vào đó, chọn cách đưa ra một cách khác để cô có thể thể hiện phép thuật của mình. Khi Melida học cách sử dụng mana với sự trợ giúp của Kufa, Kufa từ bỏ nhiệm vụ của mình và gây nguy hiểm cho mọi thứ để giữ bí mật của Melida không bị biết đến bởi gia đình Angel và bang hội của mình. Tuy nhiên, cả Kufa và Melida sẽ sớm nhận ra rằng việc che giấu bí mật của họ sẽ không phải là thách thức duy nhất mà họ phải đối mặt vì những rắc rối không lường trước được đang chờ đợi họ ở phía trước. Số 8. Kenza no Mago, thể loại hành động hài hước giả tưởng siêu nhân phép thuật Seinen. Ở vương quốc Earthshine, Merlin Watford từng được coi là một người anh hùng dân tộc, được ngợi ca về cả sức mạnh lẫn những thành tích của mình. Tuy nhiên, ông thích một cuộc sống yên tĩnh. Ông quyết định ẩn mình trong chốn rừng sâu, dành thời gian để nuôi dạy một đứa trẻ mồ côi mà ông đã vô tình cứu giúp. Cậu bé mồ côi này được ông đặt tên là Shin, với kiếp trước là một thanh niên làm công bình thường tới từ Nhật Bản thời hiện đại. Sau khi bị tai nạn và được tái sinh vào thế giới của Merlin, trong khi vẫn giữ nguyên được ký ức kiếp trước của mình. Nhiều năm trôi qua, Shin thể hiện tài năng vô song trong cả phép thuật và võ thuật, trước sự kinh ngạc của Merlin và những người xung quanh. Tuy nhiên, vào sinh nhật thứ 15 của mình, Shin trước nay chỉ được dạy để phát triển kỹ năng chiến đấu của mình và không có gì khác, khiến cậu lúng túng cho các vấn đề khác của xã hội. Do đó, Shin quyết định chuyển đến và đăng ký vào Học viện Ma thuật của vương quốc để trau dồi kỹ năng và đồng thời tiếp thu những kiến thức của xã hội mà cậu còn thiếu.
Tuy nhiên, sống một cuộc sống bình thường với cậu là điều không thể xảy ra. Cậu được coi như một người nổi tiếng gần như ngay khi cậu đến, vì cậu là cháu nuôi của người anh hùng số một Vương quốc và người bà cũng không kém phần nổi tiếng. Kenza Nomago theo dõi cuộc sống trung học của Shane Watford ở thủ đô khi anh tìm được cho mình những người bạn mới và cả người con gái mà anh thương yêu. Tìm hiểu về thế giới và chiến đấu chống lại những thế lực xấu xa khác nhau xung quanh cậu. Số 7. Một Psycho 100. Thể loại hành động hài hước đời thường siêu nhiên. Học sinh lớp 8, Shigemoto Kageyama đã sở hữu năng lực tâm linh cực mạnh kể từ khi còn nhỏ. Nhưng sức mạnh đó nhanh chóng chứng tỏ là một trách nhiệm khi mà cậu ta nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng trong chính các kỹ năng của mình. Và sức mạnh của mình, đó cũng chính là công dụng duy nhất khiến Mot có thể gây ấn tượng với crush của cậu, Tsubomi, người đã phát ngán với những trò mánh khóe. Để tăng cường khả năng kiểm soát các kỹ năng của mình, Mot hoạt động cùng với Arataka Reigen, một kẻ lừa đảo tự xưng là một nhà ngoại cảm, người khai thác sức mạnh của Mot để thay làm đầy túi cho mình. Giờ đây, việc xua đuổi tà ma theo lệnh đã trở thành một phần trong cuộc sống đơn điệu hàng ngày của Mot. Tuy nhiên, năng lượng tâm linh mà cậu ta sử dụng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu tiềm năng to lớn và những cảm xúc không thể kiềm chế được của cậu ta được tích lũy đến giới hạn, một sự kiện thảm khốc sẽ khiến cho Mot hoàn toàn không thể nhận ra sẽ kích hoạt. Sự phát triển theo hướng bùng nổ của Mot đang tăng lên và cố gắng ngăn chặn nó là điều hoàn toàn vô ích. Số 6. Busou Shoujo Machiavellianism, thể loại hành động hài hước học đường shonen. Học viện Symbiosis tư nhân ban đầu là một ngôi trường dành riêng cho các cô gái. Khi nó trở thành trường nam nữ học chung, các cô gái vì quá sợ hãi đã yêu cầu được phép mang vũ khí đến trường. Khi điều đó được chấp nhận, một tổ chức giống như quân đoàn Vigilante gồm 5 thành viên, gọi là ngũ kiếm Tenkagoken được thành lập. Sau nhiều thế hệ, 5 thanh kiếm đã trở thành một nhóm chuyên giáo dục các học sinh có vấn đề và học viện cũng chấp nhận điều đó. Nomura Fudou đã được gửi đến ngôi trường này sau khi làm một phần của cuộc ẩu đả lớn. Anh ta sẽ làm gì khi mà lựa chọn duy nhất của anh ta có sau khi nhập học là bị đuổi khỏi trường hoặc bị sửa theo cách của những học sinh nam còn lại ở đó bằng cách buộc phải ăn mặc và hành động như một cô gái? Nomura quyết tâm chống lại ngũ kiếm và cái kết sẽ như thế nào? Số 5. Sakamoto Desuga, thể loại đời thường hài hước học đường seinen. Tinh vi, khéo léo, cao siêu, tất cả những từ mô tả thánh hoàn hảo Sakamoto, cực kỳ đẹp trai và hoàn hảo. Mặc dù mới chỉ là ngày đầu tiên ở trường trung học, nhưng sự hấp dẫn và thông minh quyến rũ của anh ấy đã khiến cho các cô gái ngây ngất và các chàng trai nổi cơn ghen tị. Không ai có thể làm hỏng đi hình tượng của anh ta, vì tất cả những nỗ lực để làm vấp ngã anh ta nhanh chóng bị phá vỡ. Sự bình tĩnh, trí thông minh của anh ấy vô song. Bất kỳ bạn học nào của Sakamoto hoặc thậm chí là giáo viên sẽ có thể đạt đến mức độ xuất sắc của anh ta. Có lẽ là không, nhưng họ chỉ có thể học được một hoặc vài điều. Số 4. Gakusen Toshi Asterix, thể loại hành động hài hước Echi Fantasy Harem lãng mạn học đường viễn tưởng siêu nhiên. Trong thế kỷ trước, một thảm họa chưa từng có được gọi là Invertia đã làm thay đổi mạnh mẽ thế giới. Sức mạnh của các quốc gia hiện tại đã suy giảm đáng kể, mở đường cho một tổ chức được gọi là Integrated Empire Foundation, quỹ đế chế tích hợp nắm quyền kiểm soát. Nhưng quan trọng hơn, Invertia đã dẫn đến sự xuất hiện của một loài người mới được sinh ra với khả năng vật lý phi thường. Họ được tuyển chọn trên toàn cầu để tham dự 6 trường hàng đầu và đấu tay đôi với nhau trong các trận chiến giải trí được gọi là Festat. Ayato Amagiri, một học viên chuyển trường thông qua học bổng tại Học viện Shidokan danh tiếng,
gần đây có những màn biểu diễn hết sức thất bại khiến cho uy tín bị giảm sút. Thông qua một sự kiện bất ngờ, cậu ta vô tình nhìn thấy Wish of Resplendent Flames, Julius Alexia von Richfield mặc đồ lót. Quá tức giận, Julius thách thức anh ta trong một cuộc đấu tay đôi vì xâm phạm quyền riêng tư của cô. Sau khi cuộc chiến gần như ngã ngũ thì nó bị hủy bởi chủ tịch Racing. Ayato cho biết rằng anh ấy không có hứng thú với Festat, thay vào đó anh đã đăng ký vào học viện để điều tra nơi về người chị gái đã mất tích của mình và tìm ra câu trả lời cho lý do mà người chị phải phong ấn sức mạnh của cậu. Nhưng khi một âm mưu quỷ kiệt hơn đang dần được làm sáng tỏ, Ayato bắt đầu phải tham gia Festat và phải đạt được chiến thắng, trong khi được bao quanh bởi một số Genestella tài năng nhất trên hành tinh. Số 3, Mahoka Coco no Retase, thể loại hành động học đường phép thuật tình cảm viễn tưởng siêu nhân. Vào thế kỷ 21, ma thuật từ lâu được cho là văn hóa dân gian và truyện cổ tích, đã trở thành một công nghệ được hệ thống hóa và được dạy như một kỹ năng. Ở First High School, tổ chức dành cho các pháp sư, học sinh được chia làm hai nhóm, dựa trên điểm thi tuyển sinh của họ. Blooms, những người được nhận điểm cao và được chỉ định vào khóa đầu tiên, trong khi Wit là những học sinh dự bị được vào khóa thứ hai. Mahoka Coco no Retase theo chân hai anh em nhà Tatsuya và Mitsuki Shiba đang theo học tại First High School. Sau khi làm bài kiểm tra, Miyuki với khả năng phi thường được chọn vào khóa đầu tiên, trong khi Tatsuya bị rớt xuống khóa thứ hai. Mặc dù điểm kiểm tra thực tế và trạng thái Wit cho thấy Tatsuya không có khả năng đặc biệt, nhưng thực ra cậu ta lại có kiến thức kỹ thuật phi thường và khả năng chiến đấu vật lý và kỹ thuật ma thuật độc đáo, khiến cho Tatsuya trở nên bất thường tại một ngôi trường trung học ma thuật. Số 2, Try the Blood, thể loại hành động harem siêu nhân Ichi Vampire Fantasy học đường. Những ngày Kozo Akatsuki khi còn là một học sinh trung học bình thường ở quận quỷ của đảo Itogami đã kết thúc đột ngột sau một cuộc gặp gỡ định mệnh để lại cho anh ta khả năng của một Makarom. Không lâu sau khi anh ta bị đẩy vào trung tâm của sự chú ý khi phát hiện ra rằng anh ta là đệ tứ chân tổ, một Makarom vô cùng mạnh mẽ và được cho là Makarom mạnh nhất từ trước đến nay. Lo sợ tiềm năng hủy diệt của Kozo, tổ chức Sư Tử Vương đã cử một pháp sư tập sự Yukina Himeragi đến để theo dõi và nếu anh ta trở thành một mối đe dọa thì sẽ giết chết cậu ta. Sau khi đến nơi và tiếp cận Kozo, Yukina nhận thấy rằng cậu ta thực sự khác hẳn với những gì mà cô được biết. Bị ép buộc bởi hoàn cảnh, cả hai hợp thành một liên minh khó có thể xảy ra và đấu tranh để bảo vệ thành phố khỏi các lực lượng hỗn loạn mới nổi. Số 1. Seiken Tsukeno World Break, thể loại hành động fantasy harem lãng mạn học đường siêu nhân. Seiken Tsukeno World Break diễn ra tại Học viện Tư nhân Akane, nơi những học sinh có ký ức về kiếp trước đang được đào tạo để sử dụng Ancestral Arts để họ có thể phục vụ như những người chống lại quái vật, được gọi là Metaphysicals. Được biết như những vị cứu tinh, các học viên được chia làm hai loại, Kurt có khả năng sử dụng Prana của họ để có thể triệu hồi vũ khí tấn công và Kuroma có thể sử dụng phép thuật. Câu chuyện bắt đầu 6 tháng trước trong lễ khai giảng và ngày đầu tiên của năm học. Sau khi buổi lễ kết thúc, nhân vật chính Moroha Haimura gặp một cô gái có tên là Sasuke Ranzo. Cô tiết lộ rằng cô chính là em gái của Moroha ở kiếp trước. Khi đó, Moroha là một hoàng tử anh hùng và có khả năng kết liễu một đội quân với kỹ năng kiếm thuật của mình. Ngay sau đó, anh gặp một cô gái khác, Shizuno Urushibara, người cũng tiết lộ rằng cô cũng biết Moroha ở kiếp trước khác, khi đó anh là một chúa tể bóng tối có khả năng sử dụng ma thuật hủy diệt, nhưng đã cứu cô khỏi cuộc sống nô lệ. Liệu những người đang sống trong cả hiện tại và tiền kiếp có thể thực sự đạt đến một tương lai tươi sáng? Hãy cùng theo dõi cái thế giới phức tạp của Seiken Tsukeno World Break
để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Trên đây là top 10 anime có main luôn che giấu sức mạnh thực sự khi ở trường học mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn, bye bye!